giữa nhân viên thuê về, mình thuê về và những người mà cùng kinh doanh hệ thống với mình, ai là người mang lại nhiều tiền hơn? Ai cả nhà? Đúng rồi, những nhà phân phối, đúng không ạ? Bởi vì cái việc đó là sự nghiệp của họ. Còn nhân viên của mình đấy chỉ là một công việc mà thôi. Họ chỉ làm hết mình khi thứ đó nó là sự nghiệp của họ. Đúng không ạ? Và họ sẽ mang lại nhiều tiền hơn. Viết xuống là nhà phân phối mang lại nhiều tiền hơn nhân viên. Đó, người ta nói rồi là có kiến thức ấy, thì đánh bạc nó cũng gọi là đầu tư. Bây giờ chia bài rồi, thủ thuật đánh bài là có hết rồi, người ta cũng dạy đầy rồi. Đấy, có kiến thức thì đánh bạc nó cũng gọi là đầu tư. Mà không có kiến thức thì đầu tư rất là chuẩn, nhưng nó cũng gọi là đánh bạc. Bởi mình chả hiểu cái gì, cứ vác tiền nhà mình đi, nguy hiểm lắm. Rồi, thu nhập thụ động. Ngoài những thứ chúng ta đã biết ra thì còn cái gì nữa không ạ? Kinh doanh hệ thống, nó không phải từ kinh doanh hệ thống mà từ là cái từ này. Cái gì cả nhà? Đúng rồi, hệ thống kinh doanh. Hệ thống kinh doanh là đúng. Kinh doanh hệ thống là một phần trong hệ thống kinh doanh. Hệ thống kinh doanh là tôi tạo ra những cái cơ sở, những cái doanh nghiệp tự kinh doanh. Có nhiều nó gọi là hệ thống. Hoặc một cơ sở nó tự chạy, cứ cái gì nó tự hoạt động thì nó là hệ thống. Nó cứ tự chạy nha. Ví dụ tôi mở một cái spa ra mà tôi làm từ sáng đến tối, là tôi phải làm, tôi phải bỏ thời gian không? Tôi phải bỏ tiền bạc công sức không? Có. Thế là tôi tự làm hết thì nó không được gọi là hệ thống. Còn tôi không làm, nó tự động chạy. Giống như cái xe máy ấy, nó tự chạy, đúng không? Mình không cần phải bỏ rất nhiều công sức vào trong đó để xe nó chạy. Mình chỉ cần ngồi lên mà kéo cái tay ga một cái thôi là xe nó đi. Có đúng không cả nhà? Là hệ thống tự vận hành của nó đã chạy rồi. Đấy là hệ thống. Còn với cái xe đạp đi, mình vẫn đạp thêm, đạp thêm, đạp thêm. Thì cái hệ thống chuyển động, nó có một cái từ khóa là hệ thống chuyển động ấy, nó giúp cho cái xe nó di chuyển. Chứ là xe mà nó không có hệ thống đó thì chỉ có một cái vô lăng thôi thì có đi được không? Không có. Thế cái gì mà nó tự chạy nha, nó gọi là hệ thống. Một cái cơ sở kinh doanh của mình nó tự chạy thì nó gọi là cái gì cả nhà? Là một hệ thống rồi. Bao gồm là bao nhiêu cơ sở? Một cơ sở. Tức là tôi có một hệ thống kiếm tiền cho tôi, nó đang tự chạy. Và hiện tại là đang bao nhiêu cơ sở? Một cơ sở. Và tôi về tôi nhân bản nó lên thành 2, 3, 4. Thì tôi gọi nó là cái gì? Chuỗi. Đúng không? Tôi gọi nó là chuỗi. Đấy là một hệ thống. Một hệ thống doanh nghiệp. Cái số 2. Cái số 2 này. Trong một công ty. Trong một công ty. Có rất nhiều nhân viên bán hàng. Có cực kỳ nhiều nhân viên bán hàng. Mỗi một nhân viên bán hàng là một người mang tiền về cho công ty. Có đúng là như vậy không cả nhà? Thế thì công ty chỉ cần một công ty, nhưng lại có rất nhiều nhân viên bán hàng. Thế là có nhiều nguồn tiền chảy về chưa? Nhiều nguồn tiền chưa? Đó gọi là hệ thống kinh doanh. Rồi tiếp tục. Kinh doanh hệ thống. Bây giờ nói về kinh doanh hệ thống. Chúng ta sẽ nhìn thấy là một công ty đi tuyển người thì khâu tuyển dụng vất vả không? Khâu tuyển mệt không? Có mệt. Đào tạo, trả lương, giữ người, đúng không? Mệt mỏi. Nhất là spa. Đào tạo ra chỉ một vài tháng là đi thôi. Để có người làm với mình 5 năm, 7 năm, 10 năm thì những người đó phải là người của thế hệ 8X. Còn 9X thì hiếm lắm. Còn nhóm 2K sau này thì nó tự làm chủ hết. Để nó đi làm thuê hơi bị khó. Thì chúng ta có nhìn thấy là ai đó mà làm với chúng ta 10 năm, 20 năm tuổi đều là tuổi đầu 8. Có phải vậy không? Đều là đầu 8 cả. Thì cái nhóm đấy là ngày xưa tìm việc nó khó. Họ tiếp cận đến công nghệ yếu. Thế cho nên họ không có nhiều cái cơ hội để họ di chuyển. Nhưng bây giờ tuổi 9X là công nghệ nó mạnh rồi. Đó, họ nó di chuyển liên tục. Thì nó sẽ rất khó ở lại. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái bài toán là gì? Thuê nhân công càng ngày càng khó. Có đúng là thuê nhân công càng ngày càng khó không cả nhà? Và bắt đầu chúng ta mới học một cái mô hình kinh doanh là của Mỹ. Nó gọi là kinh doanh hệ thống.
Chúng ta tuyển một người vào cùng kinh doanh. Ở đây cũng là tôi thuê nhân viên về để bán sản phẩm cho tôi, bán hàng hóa cho tôi. Tôi phải trả lương cho người ta, tôi phải quản lý người ta, tôi phải tạo động lực cho người ta, đúng không? Cha chết, mẹ chết là tôi phải động viên, tôi phải ủng hộ. Nó mà buồn cái thôi là phải tạo động lực ầm ầm, đúng không? Nó mà đòi nghỉ là mình phải xin nó là ở lại với anh. Đấy là với nhân viên. Chứ còn với hệ thống, kinh doanh hệ thống, thì bên người ta mà muốn làm việc với mình thì phải làm gì? Bỏ tiền ra để nhập hàng. Việc đầu tiên là họ đến với mình, là họ đưa tiền cho mình. Còn đây là họ đến với mình phải đưa tiền cho họ, là cái số 1. Thế lợi thế kinh doanh hệ thống chưa? Cái số 2 là hàng ngày mình có cần phải quản lý cái gì người ta không? Không cần phải quản lý. Và họ có tự giác làm việc không? Mình có muốn nhân viên mình tự giác làm việc không? Và thực tế thì sao? Bao nhiêu người tự giác làm việc được như vậy? Còn nhóm mà hệ thống kinh doanh hệ thống với mình, bao nhiêu người tự giác làm việc? 100%. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là kinh doanh hệ thống là một mô hình kinh doanh cực kỳ thông minh. Các bạn sẽ viết xuống nhỉ? Những lợi ích của kinh doanh hệ thống. Những lợi ích của kinh doanh hệ thống. Số 1, lợi ích số 1 là không cần trả lương. Không cần trả lương. Cái số 2, trách nhiệm 100%. Trách nhiệm 100%. Cái số 3, có cần phải tự tạo động lực không cả nhà? Không phải động lực như nhân viên, đúng không? Thì ở đây là không cần phải tạo động lực quá nhiều. Không cần phải tạo động lực quá nhiều. Những người này họ có động lực sẵn và họ đi tạo động lực cho người khác. Họ có động lực sẵn. Chúng ta có cần phải quản lý thời gian không? Không cần phải quản lý thời gian. Không cần quản lý thời gian. Chúng ta có cần phải có một cái cơ sở vật chất thật to để chứa được rất nhiều người như vậy không? Không cần cơ sở. Không cần cơ sở. Giữa nhân viên thuê về, mình thuê về và những người mà cùng kinh doanh hệ thống với mình, ai là người mang lại nhiều tiền hơn? Ai cả nhà? Đúng rồi, những nhà phân phối, đúng không ạ? Bởi vì cái việc đó là sự nghiệp của họ. Còn nhân viên của mình đấy chỉ là một công việc mà thôi. Họ chỉ làm hết mình khi thứ đó nó là sự nghiệp của họ, đúng không ạ? Và họ sẽ mang lại nhiều tiền hơn. Viết xuống là nhà phân phối mang lại nhiều tiền hơn nhân viên. Nhà phân phối mang lại nhiều tiền hơn nhân viên. Mang lại nhiều tiền hơn nhân viên. Kinh doanh hệ thống, chúng ta ở Hồ Chí Minh, chúng ta có tiếp cận được với khách hàng ở Lào Cai không? Ở Lào Cai có tiếp cận được với khách hàng ở Cà Mau không? Không bị giới hạn bởi địa lý. Mình mở Sapa ra thì sao? Loanh quanh trong khoảng 10 cây số quay đầu. Khách nào mà ở đơn vị nào bảo có khách đến là từ 20 cây số thì cái số lượng đấy nó ít, đúng không? Khách Hà Nội không thể ra về Sài Gòn để làm được. Nếu có cũng chỉ có một số, không tính được, đúng không? Và không đáng để nói. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy là ví dụ như ở Perfect Health có rất là nhiều người họ bán ra cả nước ngoài. Hôm vừa rồi hình như chị Trung là bán đi Đài Loan phải không nhỉ? Mỹ à? À đó, Việt Nam bán qua Mỹ. Đó, năm vừa rồi chúng tôi cũng bán ra Mỹ, bán ra Đức. Thế chúng ta sẽ nhìn thấy là có đâu, cả thế giới đều mua được mà. Đúng không ạ? Thị trường không chỉ dành riêng ở một cái khu của bạn, mà bạn có thể bán khắp mọi nơi. Tiếp tục này, một cái doanh nghiệp nó hoạt động chỉ được từ sáng đến tối thôi. Theo đúng nguyên tắc làm việc, không bao giờ được làm việc quá 12 giờ đêm. Đúng không? Tùy vào một số ngành nghề đặc thù thì được. Nhưng còn phần lớn là không bao giờ được làm việc quá thời gian quy định. Còn công việc bán hàng này thì sao? 24/24/7/365. Tức là bán quanh năm. Quanh năm ngày tháng và không có một giờ phút nghỉ ngơi. Điều này có đúng không cả nhà? Tiếp tục chúng ta sẽ nhìn thấy trong cùng một khoảnh khắc, tức là trong cùng một phút bán hàng, bán dịch vụ thì mình có thể phục vụ được bao nhiêu khách? Nhà mình có 10 giường thì trong một khoảng thời gian đó mình sẽ phục vụ tối đa là được bao nhiêu khách? 10 khách. Nhưng tôi đi bán hàng như thế này trong cùng một khoảng thời gian đó
tôi có bị giới hạn về số lượng khách không? Không bao giờ có. Tôi tính là trong cùng một khoảng thời gian đó tôi bán dịch vụ là chăm sóc da, tôi sẽ thu được là bao nhiêu tiền? Chăm sóc da cơ bản 200.000, 10 người tôi sẽ thu được 2 triệu. Thế còn tôi bán sản phẩm, trong cùng một cái thời gian đó tôi bán được 100 đơn, mỗi một đơn trị giá là 1.480.000. Vậy giá của tôi, số tiền tôi thu được về là bao nhiêu? Tôi bán 100 đơn mà 148 triệu. Đúng không? Có cách nào để trong cùng một khoảng thời gian tôi bán được 100 đơn không? Có không? Tôi có 100 người đi bán hàng cho tôi, mỗi người một đơn. Thế thì tôi hỏi bạn có cách nào để trong cùng một giây phút đó có 10 người làm việc ở tại cơ sở của bạn? Có phải mỗi một nhân viên sẽ phục vụ cho một khách không? Thế ở kia tôi có 100 nhà phân phối, mỗi một người phục vụ một khách là tôi có 100 rồi. Vậy bài toán của tôi ở đây là tôi sẽ đi làm gì? Tôi sẽ tìm nhà phân phối. Tôi sẽ tăng trưởng số lượng nhà phân phối cùng kinh doanh với tôi. Đúng không? Và trong cùng một thời điểm tôi có thể bán được rất nhiều đơn hàng. Đến bây giờ tôi chưa bán được 1.000 đơn một ngày. Nhưng ai có thể nói được rằng một năm sau tôi không có 1.000 đơn một ngày? Đúng không cả nhà? Tôi sẽ xây dựng để một năm tới tôi có kết quả đó. 1.000 đơn một ngày, giá bán lẻ là 1.480.000. Thì 1.000 đơn một ngày, doanh số là bao nhiêu cả nhà? 1.480.000. Mỗi một ngày có 1.480.000, sau một năm tới, thậm chí sau 2 năm tới mình đạt được cái thành tích đó có được không cả nhà? Có được không? Và bây mình so sánh tiếp là sau 1 năm tới, sau 2 năm tới, mỗi một ngày tôi chỉ kiếm được 10 triệu và 20 triệu thôi. Vậy tôi sẽ lựa chọn con đường nào? Kinh doanh cái gì cả nhà? Đúng rồi. Thông minh nó là như thế. Đó, mình biết rõ là phía trước của mình con đường nào tốt nhất. Để nói với các bạn này, muốn thành công nhanh thì trong cùng một khoảng thời gian, trong cùng một khoảng thời gian chúng ta phải làm cái thứ tạo ra giá trị nhanh nhất và lớn nhất. Viết xuống cái câu này. Trong cùng một khoảng thời gian mình phải làm cái thứ mà tạo ra giá trị nhanh nhất và lớn nhất.